Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là MT, mình đang thi đấu đường hỗ trợ cho Team Flash và mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đã và đang ủng hộ Team Flash Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, và mình mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Team Flash ở hành trình Icon Global sắp tới để tụi mình có thêm nhiều động lực để chinh phục giải đấu lần này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.